Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Ngân đây. Đã đến cuối năm rồi và trong năm qua mình đã sử dụng qua rất là nhiều sản phẩm về skincare các thứ. Trước tiên thì trong video này mình muốn nói là da mình không phải là một làn da hoàn hảo và nó cũng không đẹp hơn bất cứ ai cả. Chỉ là so với mình của quá khứ, so với mình của vài năm trước hay là một năm gần đây thì nó đã cải thiện rất là nhiều. Và mình sẽ để ảnh cái tình trạng da đầu năm của mình ở đây cho mọi người xem và cái tình trạng da bây giờ ở đây cho mọi người xem. Đó thì mọi người có thể so sánh là cái tình trạng da của mình đã cải thiện rất là nhiều so với mình của hồi trước. Thế nên là mình muốn chia sẻ với mọi người trong video này những cái anti product, những cái sản phẩm mà mình đã dùng hết và mình thấy nó khá hiệu quả trong cái quá trình mình trị mụn cũng như là mình phục hồi da. Tại vì trước đây thì mình đã có sử dụng qua thuốc rượu, mình có sử dụng qua đến 4-5 lọ thuốc rượu luôn á. Cái lọ nhỏ nhỏ như thế này này, cái lọ 30ml thì phải, hay là 50ml á. Mọi người biết rồi đấy, thì nếu mà mọi người sử dụng thuốc rượu mà chưa đến nơi đến chốn ý, mình bôi vào nó nổi mụn lên, nó đẩy cái mụn của mình lên thì nó cứ vẫn ở trên mặt như thế mà mình cũng không biết làm như thế nào để mọi thứ nó ok cả. Nên là mình đặt lòng tin vào nó và mình tiếp tục bôi đến cho hết liệu trình, cho đến khi nào mụn nó ra hết thì thôi. Sau đấy da mình rất là mỏng và nó vẫn có lên lại mụn như bình thường á, một vài tháng hay là gần nửa năm gì đó xong rồi nó lại tiếp tục lên mụn như bình thường. Ok, không nói nhiều nữa, cùng bắt đầu video của mình để xem những cái sản phẩm nào đã giúp da mình nó phục hồi nó tốt hơn trong một năm nay nhá. Ok, thì trước tiên cái sản phẩm mà đã giúp mình rất là nhiều, mình không thể sống thiếu trong một năm qua, đó là một cái sản phẩm của The Ordinary. Thì cái em này rất là quen với mọi người đúng không? Thì em này là Niacinamide 10% cộng Ginseng 1%. Trước tiên thì mình chưa nghĩ ra mình sẽ làm cái video này nên là mình đã vứt mất một lọ từ hồi đầu dùng rồi. Và sau đấy thì mình đã giữ được mấy cái lọ này. Thì trong năm nay mình đã dùng đến 4 lọ. Cứ dùng hết một lọ mình nghỉ một cái thời gian khoảng nửa tháng gì đó, xong rồi mình lại tiếp tục dùng tiếp để cho nó đỡ bị nhờn á. Thì mình nghĩ là mọi người cũng khá quen với cái công dụng của Niacinamide rồi, thì giúp giảm thâm với cả chống oxy hóa, còn Ginseng thì giúp giảm tiết dầu, vì thế nên là nó cũng ngăn được mụn hơn. Hai cái đặc điểm này qua cả năm nay mình sử dụng thì mình đã kiểm chứng được là nó có giảm thâm khá là tốt. Không phải là ngày một ngày hai đâu, nhưng mà qua một cái quá trình dài như thế mình thấy là nó giảm thâm khá là ok, và thật sự là nó đã làm cái da mình giảm tiết nhờn đi rất là nhiều. Hồi trước thì mình make up ra đường chắc khoảng 15-20 phút là da nó bắt đầu bóng nhẽ ra rồi, nhưng mà dần dần dạo gần đây thì mình cảm nhận được là phải mất khá là lâu, vài tiếng sau thì da mình mới bắt đầu có tiết nhờn ra. Thì mình cảm thấy cái em này nó giúp mình giảm tiết nhờn rất là nhiều, nó cũng thu nhỏ cái lỗ chân lông của mình đi. Thế nên là đây là cái sản phẩm mình yêu thích nhất trong cái đống đồ skincare năm nay. À, mình sử dụng cái sản phẩm này thì 2 lần một ngày, là khi mà mình skincare vào buổi sáng và vào buổi tối nữa. Có một lưu ý cho mọi người khi mà sử dụng sản phẩm này là mọi người không nên dùng cùng lúc với cả sản phẩm chứa vitamin C này, hoặc là AHA hay là BHA. Khi mà mọi người dùng với vitamin C ấy, thì nó sẽ không được phát huy cái tác dụng của nó triệt để. Khi mà mọi người dùng cùng với BHA hay là AHA thì một vài người sẽ gây ra cái hiện tượng bị căng rát da ấy, nên là mọi người lưu ý nhá. Một điểm cộng nữa của em từ Ordinary này là nó có giá rất là rẻ, chỉ có khoảng xung quanh 200.000 thôi là mọi người đã có thể mua được một em này rồi. Nó không bị hết nhanh quá như những cái sản phẩm khác mà nó rất là vừa phải. Ok, sản phẩm tiếp theo là của nhà Dr. Medica. Thì em này là Anti Acne Cream. Đây đúng là cái cứu tinh của mình trong cái hồi mà mình bị mụn rất là nặng, mình kiểu bị lên lại mụn sau khi sử dụng thuốc rượu á. Cái em này thì nó có chứa vitamin B5 nên là nó sẽ giúp phục hồi hay là củng cố cái hàng rào bảo vệ của da. Vì đã dùng hết rồi nên là mình không thể cho mọi người xem cái texture của nó, nhưng mà cái texture của nó khá là mỏng và nó có một cái màu trắng đục á. Khi mà bôi vào thì mọi người sẽ cảm thấy cái chất kem này nó thấm rất là nhanh. Trong này thì còn có Niacinamide 4% với cả Lactobionic Acid, tức là BFHA ấy, thì nó có thể tẩy da chết một chút. Và cái khả năng kích ứng của em này nó rất là thấp luôn á. Cái ấn tượng của mình về em này là nó rất là lành tính và nó giúp mình phục hồi cái làn da mụn, cái làn da bị mỏng của mình rất là nhiều. Em này thì mình mua chắc trên dưới 300.000 thôi thì phải. Tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay thì mình sẽ đều để link ở bên dưới phần description của video để cho mọi người có thể tìm và tham khảo nhá. Ok, thì tiếp theo mình có ở đây là một em Eve Rocher Toner, nước hoa hồng của Eve Rocher. Mình không phải là type người dùng toner quá nhiều mà mình hay apply luôn những cái serum, những cái đặc trị vào da luôn để cho mình cảm giác là nó sẽ thấm được vào nhiều hơn và thấm vào sâu hơn á. Nhưng mà mình cũng sử dụng được gần hết cái em này, còn có một xí ở đây thôi. Mình cũng không trông mong gì quá nhiều toner cả, mà da mình nó còn lại cả mình rất là hay bị kích ứng luôn á. Có đợt mình đã dùng cái em toner này của Claire và mình đã bị kích ứng nổi mụn rất là nhiều, tại vì ở trong này có một chút hương liệu. Nhưng mà sau khi chuyển sang em này thì ok, nó làm được những cái mà toner làm được, những cái đơn giản mà mình chỉ cần những cái đơn giản như thế thôi. Cấp ẩm nhẹ này, và khi mà apply cái toner này lên thì mình không bị chiêm chích như cái em này mà mình cảm thấy rất là nhẹ dịu ý. Đó, thì nếu mà mọi người muốn tìm một cái em toner có thể làm được những cái nhiệm vụ cơ bản, có thể cấp ẩm cơ bản, thì mọi người có thể
chọn cái em toner của Yves Rocher này, nó rất là nhẹ dịu. Em này thì có giá khoảng 200.000 thôi và mình rất là thích những cái design nó xinh xinh, nó kiểu đơn giản như thế này. Và mình đã từng nhắc đến cái em này trong favorite tháng 4 thì phải. Mình sẽ để cái video hoặc là link video ở trên này cho mọi người xem nhá. Nếu mọi người chưa xem, và cho đến bây giờ mình lại phải tiếp tục cho em nó vào trong cái video này, tại vì mình siêu thích cái em sữa rửa mặt này luôn. Mình chưa bao giờ thích một em sữa rửa mặt nào như thế này. Cái này là Cox Low pH Good Morning Your Cleanser. Mình mua em này với giá khoảng 150 cho đến 170.000 và mình đã dùng hết sạch cái lọ này rồi. Cox thì được biết đến là một cái hãng mỹ phẩm Hàn Quốc và nó làm ra rất là nhiều cái sản phẩm dành cho da mụn á. Thì thành phần của em này rất là lành tính với cả nhẹ dịu cho da. Mình sẽ để cái bảng thành phần ở đây cho mọi người xem thêm, tại vì mình cũng không kiểu quá nhiều kiến thức hay là kiểu truyền đạt đỉnh cao như thế nào đấy cho mọi người hết được cái bảng thành phần này, thế nên là mọi người có thể xem thêm nhá. Nhưng mà cảm nhận chung của mình thì mình thấy là khá là lành tính. Cox thì có nói là cái em này nó có thể kháng khuẩn, kháng viêm với các kiềm dầu và cũng như là cân bằng độ pH hay là giữ ẩm cho da nữa. Thì ok, mình có nhận thấy sau khi mà mình rửa cái sữa rửa mặt này, cái cảm giác nó rất là sướng ấy, nó kiểu da nó vẫn còn hơi căng căng nhẹ nhẹ, nó làm mình cảm thấy là nó cân bằng độ pH thật. Nhưng mà ở trong này thì có tinh chất, có tinh dầu chàm trà, nên là nếu mọi người bị dị ứng với chàm trà thì mọi người có thể cân nhắc thêm một tí nhá. Đến sản phẩm dưỡng ẩm thì mình có ở đây là một MHA, tức là Hyaluronic Acid của nhà Lucent Base. Mình thì trước tiên là mình không tin vào những cái sản phẩm mà nội địa chung mà để skincare đâu, tại vì mình nghĩ là nếu mà nó rẻ tiền như thế thì nó không có tác dụng, hoặc là có khi nó còn mang lại cho mình những cái rủi ro á. Nhưng mà hôm đấy mình tái máy, mình đặt mua thử cái em này xem sao. Mình đã từng dùng cái em dưỡng ẩm của Laneige hay là những cái em mà mọi người dùng rất là nhiều khi mà nói về dưỡng ẩm như là của Neutrogena như thế này, nhưng mà mình cảm thấy là nó kiểu chỉ dưỡng ẩm được ở mức vừa vừa, dưỡng ẩm chơi có ấy. Khi sử dụng đến em này thì quay, khi mà mình làm tất cả mọi thứ skincare trước đấy xong rồi thì mình chốt lại bằng cái em này để dưỡng ẩm cho da, mình bôi lên da và đi ngủ á. Sáng ngày hôm sau mình thức dậy thì mình cảm thấy là làn da mình kiểu bóng mượt vãi cả trướng ấy, cảm giác như là nó có thể khóa ẩm, nó có thể khóa được những cái bước trước của mình, những cái bước skincare trước của mình lại á. Và mọi người có biết cái em này có giá bao nhiêu tiền không? Mình không nhớ chính xác bao nhiêu tiền, nhưng mà những cái sản phẩm như thế này của Lucent Base rất là rẻ, nó chỉ có giá kiểu xung quanh 100.000 thôi, 100.000 cho một cái chai serum dưỡng ẩm như thế này. Siêu siêu thích luôn. Ok, và mình nghĩ mấu chốt của làn da bị mụn, làn da tồi tệ như mình như thế này là bởi vì mình chưa làm được sạch sâu, kiểu mình make up khá là nhiều và sau đấy mình tẩy trang không được kiểu quá kỹ, nó không được sạch 100% á, nên là nó tích tụ lại và nó gây ra mụn. Dần dần khi mà mình skincare sai cách thì nó sẽ bị tồi tệ hơn á. Thế là mình có một cái giải pháp nữa, một cái sản phẩm nữa để có thể cứu rỗi cái làn da mụn của mình, đó là cái máy xông mặt của Pepo này. Nói về giá thì so với những cái máy thông thường, những cái máy xông mặt mọi người bán trên thị trường hiện nay thì mình thấy là cái em này có giá khá là mềm. Mình sẽ để cái giá tiền ở trên này với cả cái link mua hàng ở bên dưới nếu mọi người quan tâm đến cái máy xông mặt này. Thì nếu mà mọi người đã đi spa rồi ý, mọi người sẽ biết cái cảm giác xông mặt ở spa như thế nào đúng không? Thay vì bọn mình ở nhà và bọn mình đun nước lên, cúi mặt vào để xông mặt á, nó rất là nhiều cái rủi ro. Nhưng mà khi mà mình sử dụng sang cái em máy xông mặt này thì những cái sợi nước nó phun ra mặt mình ấy, nó kiểu siêu siêu nhỏ như kiểu sợi nano ấy, giống hệt mình đi xông mặt ở spa luôn, như kiểu spa tại gia á. Ở đây nó còn có hai cái công tắc, một cái công tắc là kiểu để on off ấy, một cái công tắc là bật lên thì đèn nó sẽ chuyển sang màu xanh nước biển, để khi mà bọn mình làm nóng, mình làm sôi cái nước ở trong này thì nó sẽ kiểu vừa làm sôi vừa kháng khuẩn cái nước đấy trong quá trình bọn mình xông mặt luôn, đảm bảo cái yếu tố làm sạch da. Để nói về công dụng của máy xông mặt thì nó có thể giãn nở được cái lỗ chân lông của mình ra này, apply serum một cách sâu hơn và nó còn giúp cấp ẩm cho da nữa. Sau khi xông mặt xong mình thấy da mình căng ra nó rất là sướng á. Có thể thêm cái bước xông mặt vào trong cái quy trình, trong cái routine dưỡng da của mọi người. Thật sự mà nói thì tất cả những cái thứ trên nó đã làm cho làn da của mình nó cải thiện hơn rất là nhiều. Mình kiểu siêu cảm ơn những cái sản phẩm đấy luôn á. Tất cả những cái link, những cái thông tin của sản phẩm mình sẽ đều để ở bên dưới phần mô tả, phần description của video này. Nếu mà mọi người quan tâm thì có thể bấm vào và mua hàng nhá. Ok, chắc là mình sẽ dừng video tại đây thôi, cũng khá là dài rồi. Nếu mọi người vẫn còn xem đến đây video thì nhớ like cũng như subscribe channel của mình. Hẹn mọi người trong video lần sau nhá, bye bye.